Rồi em Tàu Em Phát chào cả nhà nha. Mới về cũng dắt nha cả nhà. Dắt 3 tấn nè. 3 tấn đời 2010, xe cực kỳ đẹp. Xe này em sẽ lên video chi tiết ở video sau. Hôm nay sáng sớm nó hơi nóng nực trong người, chưa lên video chi tiết được. Quá đẹp, quá xuất sắc. Đời 2010 nha. Con này thùng dài 4m3 nha cả nhà. Xe này bạc mới, đăng kiểm mới, vỏ lốp đẹp. Xe màu bạc nha. Con này quá đẹp, quá xuất sắc rồi, không có bàn về xe luôn. Nó thùng mới sơn, bạc mới làm, quá trời đẹp cả nhà. Nhà cần thì cứ mạnh dạn gọi điện cho em nha, qua số hotline với số 0988 454 318 nha. Quá đẹp, quá xuất sắc. Hết sảy con 17 luôn. Cả nhà mà đang cần một con dắt máy Isuzu cứ nhanh tay gọi điện cho em nha. Xe này em sẽ lên video sau, video chi tiết. Mà không biết video chi tiết là còn hay là đã bán rồi nữa nè. Thường thường mấy cái dòng dắt này khách hàng rất là ưa chuộng nha. Khách hàng rất là ưa chuộng. Cho nên cả nhà không có lăn tăn về xe nha. Đó. Quá đẹp, quá xuất sắc cả nhà ơi. Đó. Cả nhà yêu quý em nó thì cứ nhắc máy gọi điện cho em nha. Rồi, em chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha.